chào các bạn. Tiếp nối thành công từ những phiên bản đồng hồ Tissot PR100 đầu tiên, Tissot đã cho ra mắt rất nhiều phiên bản Tissot PR100 dành cho cả nam và nữ, với sự đa dạng về chức năng và màu sắc mà vẫn giữ được vẻ đẹp sang trọng, cổ điển, tinh tế vốn có. Giữa năm 2017, Tissot lại tiếp tục tung ra thị trường đồng hồ một phiên bản rất khác của PR100, đó là những chiếc đồng hồ Tissot PR100 Dual Time có chức năng GMT. Và chiếc đồng hồ nổi bật nhất mà Hương Giang sẽ giới thiệu tới quý vị và các bạn trong chương trình ngày hôm nay là chiếc đồng hồ mang mã hiệu T101-452-160-5100. Trước khi đi vào đánh giá chi tiết chiếc đồng hồ T101-452-160-5100, hãy cùng Hương Giang điểm qua những thông số kỹ thuật mà bộ sưu tập T101-PR100 Dual Time sở hữu. Có 6 phiên bản với 2 phiên bản dây da và 4 phiên bản dây kim loại. Máy Quartz, bộ máy ETA F06811, size mặt là 39mm, độ dày 10mm, độ chịu nước 100m, vỏ bằng thép không gỉ 316L, dây bằng da và kim loại, số chân kính 3. Tính năng, lịch ngày, giờ GMT cảnh báo hết pin, end of life. Dòng PR100 lại là một dòng đồng hồ kiểu thanh lịch thuộc bộ sưu tập P-Classic, được nâng cấp và thay thế cho dòng PR50 từ những năm 2000. Đây đều là những dòng đồng hồ có cả máy quartz và máy cơ cùng kiểu dáng đế, người mua có thể lựa chọn. Những người chơi đồng hồ có thể yêu thích máy cơ hơn, nhưng với những người ưu tiên độ chính xác và dễ dùng, máy quartz là sự lựa chọn hợp lý. Nói riêng về chức năng GMT, máy ETA F06811 giúp T101-452-160-5100 sở hữu thiết kế không đụng hàng, khi kim GMT được đặt trên một sub dial với viền màu đỏ nổi bật ở góc 9 giờ. Thông thường với những đồng hồ có chức năng GMT thì sẽ sử dụng chung trục với bộ kim chính. Với chỉ một thay đổi nhỏ, tách kim GMT ra sub dial giúp mặt số trở nên gọn gàng và thoáng đạt hơn thấy rõ. Như đa số máy quartz của ETA khác, F06811 được trang bị tính năng EOL, viết tắt của cụm từ End of Life. Đây là một tính năng rất hữu dụng, giúp thông báo năng lượng pin sắp cạn. Khi thấy chiếc đồng hồ nhảy cóc một lần 4 giây, đó là dấu hiệu đồng hồ cần thay pin. Tính năng này quả thực rất hữu ích với những người thường xuyên phải đi xa. Đi vào kiểu dáng, chiếc T101-452-160-5100 có size 39mm dễ đeo và sở hữu vẻ ngoài thanh lịch, hơi hướng hiện đại, pha chút cá tính khỏe khoắn. Nhờ vậy, đây được cho là chiếc đồng hồ có thể sử dụng trong nhiều hoàn cảnh khác nhau, từ dạo phố đến văn phòng và có thể dùng trong các hoạt động thể thao nhẹ nhàng, thậm chí rất thích hợp cả trong những bữa tiệc sang trọng. PR100 khá gần với dòng T-Tradition ở phong cách thiết kế này. Việc cùng một chiếc đồng hồ thích nghi với những phong cách ăn mặc, những hoàn cảnh khác nhau, không khác gì đeo một chiếc đồng hồ có thể biến hình, đáp ứng nhu cầu của bạn trong mọi tình huống. Bộ kim đồng hồ thực sự là điểm nổi bật trên mặt số. Kiểu kim Index là một trong những kiểu kim đang được người dùng ưa chuộng trong thời gian gần đây. Thêm nữa, việc được phủ dạ quang còn giúp việc xem giờ chưa bao giờ dễ dàng đến vậy, ngay cả trong điều kiện thiếu sáng. Thiết kế bộ kim cũng giống với các vạch chia giờ, điều đó khiến tổng thể trở nên đồng nhất đến ngạc nhiên, giúp cho mặt số trở nên liền mạch và đơn giản. Ô lịch ngày được nằm gọn gàng ở góc 6 giờ, đối diện với tên thương hiệu Tissot. Việc thêm chức năng GMT được chuyển sang sub dial, mặt đồng hồ hoàn toàn thoáng đãng và đáng ngắm nhìn. Phần dây đeo sẽ là một chi tiết đẹp với sự đồng nhất giữa màu dây và màu mặt số. Được thiết kế vân cá sấu sang trọng và dập chỉ nổi, bộ dây da đã góp phần không nhỏ mang tới vẻ đẹp sang trọng cho chiếc đồng hồ này. Về ưu điểm, thiết kế đơn giản có điểm nhấn nhờ sự xuất hiện nổi bật của tính năng GMT. Thiết kế mang tính dụ cao, có thể đeo trong nhiều hoàn cảnh. Về nhược điểm, sub dial GMT hơi bé, có thể sẽ bất tiện với những người dùng nhiều đến chức năng này. Tissot PR100 Dual Time không có phiên bản cho nữ, vì thế những quý cô yêu thích phiên bản này không có cơ hội để sở hữu. Hy vọng sau khi tung ra thị trường phiên bản dành cho nam giới, Tissot tiếp tục cho ra mắt các phiên bản cùng loại dành cho nữ. Tissot PR100 Dual Time T101-452-160-5100 có giá niêm yết tại thị trường Việt Nam là 9.290.000 đồng. Đây là một mức giá hời với một chiếc đồng hồ có thiết kế ổn, được trang bị đầy đủ các tính năng hiện đại cùng bộ kim đẹp. Tissot PR100 Dual Time cũng là mẫu đồng hồ có thể phù hợp với nhiều phong cách ăn mặc khác nhau, đặc biệt nếu bạn là người yêu thích sự chính xác và không quá quan tâm đến thiết kế cỗ máy thì máy quartz sẽ luôn là sự lựa chọn hàng đầu, bởi nó mang tới sự chính xác đến từng phần trăm nghìn của giây.
Nếu yêu thích chiếc đồng hồ này, các bạn hãy đừng quên like, share và subscribe nhé. Còn bây giờ, xin chào.